Tại vùng đất được mệnh danh là chiếc đai kinh thánh, bất ngờ xuất hiện một công trình đá khổng lồ sừng sững, được ca ngợi là Stonehenge của nước Mỹ. Cho đến nay, danh tính thật sự của người yêu cầu xây dựng nó vẫn là một bí mật. Chỉ biết rằng, ông ta đã yêu cầu xây dựng một công trình đáp ứng các yêu cầu chi tiết bao gồm theo dõi được đường đi của mặt trời, có vị trí quan sát hướng đến sao bắt đầu và có thể trụ vững trước tai họa thảm khốc. Năm phiến đá khổng lồ này trở thành một trong những công trình kỳ bí nhất nước Mỹ, được cho là đang lặng lẽ đứng đợi ngày tận thế. Mỹ quốc cơ mật, những tảng đá chỉ đường ở Georgia. Ba thập kỷ trôi qua, vẫn còn hai ẩn đố chưa ai biết được về Georgia Guidestone hay những tảng đá chỉ đường ở Georgia. Thứ nhất, người thật sự muốn xây dựng tảng đá đó là ai? Thứ hai, mục đích dựng nên những tảng đá này là gì? Thông tin duy nhất về công trình này được thể hiện rõ ở tấm bia đặt nằm trên mặt đất, nói rõ kích thước và giải thích ý nghĩa của các hình tượng được khắc cùng những lỗ tròn tương ứng với chuyển động của mặt trời và các ngôi sao. Những chỉ thị được khắc trực tiếp vào đá thể hiện ý tưởng về một thời đại mới. Trong 30 năm qua, công trình kỳ lạ này nằm giữa vùng Bible Belt, chiếc đai kinh thánh, phía đông nam Hoa Kỳ. Đây là khu vực tập trung đông đảo người Kitô giáo. Đối với họ, những dòng chữ được viết trên các tảng đá chỉ đường ở Georgia chính là thông điệp của quỷ vương. Cuộc gặp kỳ lạ. Một buổi chiều tháng 6 năm 1979, tại công ty điêu khắc đá Alberton Granite Finishing, xuất hiện một người đàn ông lịch thiệp tự giới thiệu mình là Robert C. Christian, đại diện cho một nhóm người Mỹ tốt muốn xây dựng một công trình với kích thước và mức độ phức tạp bất thường. Tổng giám đốc Joe Fenley đã bất ngờ đến nỗi bỏ dở công việc đang làm khi nghe Christian mô tả cái mình muốn đặt hàng. Ông ta không chỉ đặt một loại đá chưa từng ai mua mà còn muốn chạm khắc, đánh bóng và ráp nối để tạo ra một công trình thiên văn khổng lồ. Christian giải thích nó vừa được xem như một la bàn, một cuốn lịch, vừa là đồng hồ. Ông yêu cầu tác phẩm này phải được khắc những chỉ thị mình muốn bằng 8 thứ tiếng phổ thông nhất thế giới, đó là Anh, Tây Ban Nha, Nga, Trung Quốc, Ả Rập, Hindu, Do Thái và Swahili. Còn phải chịu được những tai họa tàn khốc nhất để những người còn sống sót sau trận đại thảm sát trong tương lai có thể xây dựng lại một nền văn minh tốt đẹp hơn. Lúc đó, Joe Fenley nghĩ rằng Christian là một tên điên, muốn dẹp ngay phiền phức nên viện cớ nào là phải có công cụ đặc biệt, chất liệu nặng nề, phải thuê mướn cố vấn, vân vân, thậm chí cần phải giao dịch tại ngân hàng lớn nhất thành phố. Mọi việc không như Fenley nghĩ, Christian không chút do dự đồng ý ngay. Giám đốc ngân hàng lớn lúc đó là Wyatt Martin, bạn thân của Fenley, là người thứ hai gặp Christian. Ông khẳng định đó là ném tiền qua cửa sổ, nhưng vị khách hàng chỉ lắc đầu và nói ông chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng, họ đi đến một thỏa thuận. Martin sẽ là người duy nhất được Christian tiết lộ tên thật, với điều kiện ông phải giữ bí mật này và hủy bỏ tất cả hồ sơ khi công trình hoàn tất. Tiền cũng sẽ được gửi đến từ nhiều ngân hàng khác nhau trên cả nước. Trước khi rời Alberton, Christian gặp Fenley một lần nữa, giao cho ông một chiếc hộp chứa mô hình bằng gỗ của công trình kèm theo một bản mô tả chi tiết khoảng hơn 10 trang giấy. Sau đó, 10.000 USD đã được chuyển giao. Việc xây dựng bắt đầu ngay vào mùa hè năm 1979. Mặt trời và sao bắt đầu. Gần một tháng sau khi thi công, Christian viết thư yêu cầu chuyển quyền sử dụng đất và công trình cho chính quyền hạt Albert. Thư của Christian mỗi lần đến đều đóng dấu từ những thành phố khác nhau, không bao giờ có hai bức thư xuất phát từ cùng một nơi. Vậy nên, tung tích của ông ta cơ bản là không ai biết. Những mô tả thiên văn dành cho Guidestone phức tạp đến nỗi, Fenley phải nhờ đến một nhà thiên văn có tiếng của trường đại học Georgia giúp đỡ.
Bốn tảng đá bên ngoài phải định hướng theo đường di chuyển hàng năm của mặt trời. Trên cái cột giữa có hai yếu tố cần phải điều chỉnh thật tỉ mỉ. Đó là một khe hở để có thể luôn nhìn thấy được ngôi sao Bắc Đẩu và một khe hở nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày đông chí và hạ chí. Viên đá trên nóc phải có một cái lỗ đường kính 2cm để tia sáng mặt trời có thể xuyên qua vào mỗi buổi trưa và rơi xuống đúng vào giữa phiến đá trung tâm. Tiếng nhạc kỳ lạ và âm thanh hỗn loạn. Ngay trước khi hoàn tất, công trình đã gặp một số rắc rối. Hiệp hội đá Granite Elberton quả quyết giám đốc Fenley là kẻ chủ mưu, thông đồng với người bạn của ông là ông chủ Martin để làm chuyện mờ ám này. Cả hai phải chấp nhận điều tra trước mái dò nói dối. Khi những dòng chữ được chạm khắc xong, một số bạn bè của Martin kinh ngạc hỏi rằng tại sao ông lại dám thực hiện công trình của quỷ. Cùng lúc đó, James Travenstedt, một linh mục tại địa phương, cảnh báo: các anh đã bị những nhóm người thần bí sai khiến, một ngày nào đó sẽ có thảm sát diễn ra ở đây. Charlie Clapp, người phụ trách khắc chữ trên đá, cũng kể lại lúc làm việc, ông bị phân tâm suốt nhiều giờ liền vì nghe trong đầu một loại âm nhạc kỳ quái và những giọng nói xáo trộn. Ngày 22 tháng 3 năm 1980, công trình chính thức ra mắt. Elberton đã trở thành một địa điểm du lịch thu hút nhiều người đến tham quan. Thông điệp từ Quỷ Vương. Đầu tiên chính là hãy duy trì nhân loại dưới con số 500 triệu người. Một thông điệp rợn người nếu thử làm phép tính. Dân số toàn thế giới lúc đó là 4,5 tỷ, nghĩa là phải làm biến mất 8 trong số 9 người. Và không khó để nhận ra, đây chính là một trong các chủ trương của Đức Quốc xã, cũng là mục tiêu thuyết ưu sinh của tỷ phú Bill Gates. Dựa trên tinh thần thuyết ưu sinh này, Adolf Hitler từng tuyên bố ông ta muốn xây dựng một giống loài thượng đẳng bằng cách giết sạch cái gọi là nhóm hạ đẳng. Cha của Bill Gates là William H. Gaither. Ông ta là thành viên của ban lãnh đạo tổ chức kế hoạch hóa gia đình, một tổ chức phi lợi nhuận ra đời từ Hiệp hội ưu sinh Mỹ. Tổ chức này ủng hộ phá thai và tự xưng là người đề xướng tự do lựa chọn. Chính xác hơn, đây là một tổ chức ngụy trang cho thuyết ưu sinh. Cách đây hơn một thập kỷ, tại hội nghị TED vào tháng 2 năm 2010, Bill Gates đã từng nói: thế giới ngày nay có 6,8 tỷ người, con số này có thể lên đến khoảng 9 tỷ. Nếu chúng ta thực sự làm tốt công việc với các loại vaccine mới, chúng ta có thể giảm dân số thế giới xuống 10 hay 15%. Quay lại thông điệp trên tảng đá, chỉ thị số 3 khuyên nhân loại chỉ nên sử dụng một ngôn ngữ duy nhất. Đây chính là sự kỳ vọng của những người ủng hộ một chính phủ toàn cầu. Khái niệm ngôn ngữ toàn cầu có thể xuất phát từ truyền thuyết Tháp Babel. Ngọn tháp được xây dựng bởi vua Nimrod, con cháu của Noah, nhưng sau đó đã bị các vị thần đánh sập. Chỉ thị số 4: hãy khống chế đam mê, đức tin, truyền thống và tất cả mọi việc khác bằng lý lẽ và sự từ tốn. Điều này làm cho người Kitô giáo trung thành tuyệt đối với đức tin rất khó chịu. Các điều răn khác cũng tạo ra những quan điểm đạo đức đáng lo sợ. 30 năm sau, xuất hiện một người tên là Mark Dicey, tác giả của quyển sách The Resistance Manifesto, tuyên ngôn kháng cự. Từ năm 2005, Mark Dicey lên tiếng yêu cầu đập nát Guyston thành hàng triệu mảnh vụn. Ông quả quyết Christian là một thành viên cao cấp của một tổ chức quỷ vương bí mật, là tiên phong của âm mưu trật tự thế giới mới. Phyllis Brooks, giám đốc phòng thương mại hạt Elber kinh hoàng kể lại, Guyston bị phá hoại lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 11 năm 2009. Kẻ phá hoại đã để lại những dòng chữ như: Giêsu sẽ chiến thắng, các ngươi là bọn quỷ bẩn thỉu, không chấp nhận chính phủ toàn cầu. Jay Weiner, cựu phát ngôn viên của đài phát thanh Seattle, đã dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu vấn đề này. Ông cũng cho rằng Christian là thành viên của tổ chức thần bí Thập Tự Hoa Hồng xuất hiện tại Đức vào cuối thời Trung Cổ. Weiner nói, trong nhiều thế hệ, giáo phái này lan truyền thông tin về chu kỳ hoạt động của mặt trời kéo dài 13.000 năm. Trong chu kỳ sau cùng, nhiều biến cố vũ trụ sẽ tàn phá trái đất. Ông nói thêm, sự sụp đổ hệ thống tài chính Mỹ dẫn đến khủng hoảng lương thực và dầu hỏa nghiêm trọng trong quá khứ
cùng các cuộc chiến tranh sắc tộc diễn ra trên toàn thế giới đều là giáo phái này gây ra. Nghe về những điều Quiner đề cập, ông chủ ngân hàng Martin lắc đầu nói rằng từ lâu ông đã về hưu và không còn sống ở Elberton nữa. Fenley đã qua đời, ông rất muốn kể lại tất cả nhưng không thể nói bất kỳ điều gì bởi ông đã có một lời hứa. Cho đến nay, những câu hỏi xoay quanh những tảng đá chỉ đường ở Georgia vẫn chưa thật sự được giải đáp, và những người liên quan đã tình nguyện mang bí mật này xuống mộ. Những tảng đá chỉ đường ở Georgia là chứng tích cho thấy giáo phái tôn thờ ma quỷ đang hiện diện giữa lòng nước Mỹ, đối chọi với những người có tín ngưỡng chân chính. Liệu có còn những công trình của quỷ nào đang cắm rễ ở nước Mỹ nữa hay không? Và vì sao những người Sa Tăng giáo lại sùng bái mặt trời và dõi theo sao Bắc Đẩu? Mời quý khán thính giả đón xem các video tiếp theo của Tinh Hoa TV.